ngày 23 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và 14 trung tâm đăng kiểm. Hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi các bị cáo. Trả lời xét hỏi đầu tiên, bị cáo Trần Kỳ Hình, cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Hình khai đã nhận hối lộ nhiều hơn một lần, nhưng về số tiền thì không phải là 7,1 tỷ như trong cáo trạng. Ông Hình chỉ thừa nhận đã nhận hối lộ 2,85 tỷ và 12.000 đô la Mỹ, và hiện bị cáo đã nộp lại hết số tiền mà mình thừa nhận. Tới bị cáo Đặng Việt Hà, cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam sau bị cáo Hình trả lời xét hỏi, bị cáo Hà khai không đưa ra chủ trương nhận hối lộ của phòng kiểm định xe cơ giới, phòng VA, các trung tâm đăng kiểm, không đưa ra mức hưởng lợi đối với số tiền nhận hối lộ mà cán bộ phòng VA đưa cho mình. Vì vậy, bị cáo Hà cho rằng mình không phải chịu trách nhiệm hình sự về chung về số tiền nhận hối lộ của phòng VA và 4 trung tâm đăng kiểm khối V tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổng cộng 40,2 tỷ đồng. Về số tiền 8,5 tỷ đồng cáo trạng quy buộc bị cáo Hà hưởng lợi, cựu cục trưởng thừa nhận và khai số tiền này nhận từ phòng VA, không nhận trực tiếp từ tư nhân. Bị cáo Đặng Việt Hà cho biết, gia đình bị cáo đã nộp 2,5 tỷ đồng trong quá trình điều tra, trong giai đoạn truy tố đã nộp thêm 2 tỷ đồng, và trước khi xét xử đã nộp thêm 1,3 tỷ đồng, tổng cộng hơn 5,8 tỷ đồng, theo phóng viên. Cũng như Đặng Việt Hà, bị cáo Trần Anh Quân, cựu quyền trưởng phòng VA, thừa nhận hành vi nhận hối lộ như cáo trạng, nhưng cũng không nhận việc có chủ trương để các đăng kiểm viên nhận hối lộ rồi chi chác theo tỷ lệ. Bị cáo Quân cho rằng mình không phải chịu trách nhiệm hình sự về chung về số tiền nhận hối lộ của 16 công ty là 60 tỷ đồng. Về số tiền hưởng lợi 11,7 tỷ đồng, bị cáo Quân thừa nhận và cho biết hiện gia đình của bị cáo đã nộp lại toàn bộ. Đối với lời khai của các bị cáo, hội đồng xét xử giải thích, số tiền 11,7 tỷ đồng chỉ là số tiền hưởng lợi. Việc cáo trạng quy kết bị cáo phải chịu trách nhiệm chung là liên quan đến hành vi ra chủ trương nhận hối lộ ở cục đăng kiểm. Dù bị cáo nói không có chủ trương nhưng cơ quan điều tra đã chứng minh có chủ trương này. Theo cáo trạng, từ ngày 1 tháng 3 năm 2019 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, phòng VA đã thẩm định và cấp 29.676 giấy chứng nhận thẩm định thiết kế, nhận hối lộ tổng số tiền là 60,5 tỷ đồng của 16 công ty. Trần Anh Quân đã nhận số tiền từ các đăng kiểm viên là hơn 20,7 tỷ đồng. Tổng số tiền hối lộ nhận được, bị cáo Quân chia và trực tiếp đưa cho cựu cục trưởng Trần Kỳ Hình hơn 1,6 tỷ đồng theo tỷ lệ đã quy ước. Đưa cho Đặng Việt Hà tổng số tiền 5,9 tỷ đồng và chi ngoại giao, tiếp khách, hội nghị 1,6 tỷ đồng.